em chào anh Kiệt, em chào bạn Bia nha. Ủa đi đâu vậy bạn Kiệt với bạn Bia? Đi chơi hả? Wow, anh Kiệt chạy xe đạp chở Phương Bin nha. Đi chơi. Wow, cái gì vậy? Màu bu lim. À, bu lim. Ở đâu mà nhiều vậy? Hai trái banh nha các bạn. À, trái banh nữa hả? Ủa, ở đâu mà nhiều dữ vậy? Ủa anh Kiệt với bạn Bin đi chơi mà lụm được bu lim gì vậy vậy? Wow. Thôi bây giờ mình đi chơi chơi bu lim đi bạn Bin ơi. Trong đó trứng nè. Wow, đây có hai quả trứng nữa nè. Nghĩa bây giờ mình chơi bu chọn bu lim đi, giờ ai thắng sẽ được tặng tặng quả trứng nha. Tiếp bu lim nha. Bây giờ bắt đầu anh Kiệt tiếp bu lim ra, anh Kiệt với bạn Bin cùng thi nhau nha. Ai mà thắng sẽ được tặng quà nha. Hai quả trứng. Dễ thương quá à. Ờ cái này thắng mới được tặng nha. Ơi ừ. Xíu thẳng ra luôn anh Kiệt ơi. Mà tiếp gì đây dòng dòng kia. Đây anh Kiệt xích bu lim xong rồi nha. Giờ anh Kiệt cùng với lại Bin chơi nha. Giờ nói màu trước nha. Màu này màu gì? Màu xanh. Màu xanh nước biển. Ê bạn Bin nha. Bạn Bin màu gì bạn Bin? Màu xanh. Hay quá ta. Màu gì? Màu xanh. Kiệt rồi thắng bằng Bin rồi nha. Trời ơi bằng Bin ơi trời. Quá anh Kiệt thắng được một cái nữa rồi. Một cây nữa rồi. Giờ tới Bin nha, giờ tới Bin. Quá bằng Bin được một cây rồi. Bằng Bin lượm qua bên đây đi. Đặt bằng Bin lượm qua một bên của anh Kiệt để một bên nha. Của Bin để đây nè. Của Bin để bên đây. Rồi tiếp tục với anh Kiệt. Đứng xa ra. Anh Kiệt thua rồi. À, anh Bin được một cây nữa nha. Qua. Đập nhắc lại. Rồi. Bây giờ tới Bin nha. Học rồi. Tới Kiệt. À, học luôn. Giờ tới bạn Bin nha. Bạn Bin à, thua nữa rồi. Anh Kiệt. À, anh Kiệt được một cây nha. Giờ tới Bin. Anh Kiệt được một cây nữa rồi. Quá, Bin được một cây nha. Còn là một cây màu xanh lá cây. Bạn Bin xin về luôn, không chọi nữa. Bin về luôn. Bây giờ là mình đếm của bạn Bin trước nha. Coi bạn Bin với lại anh Kiệt ai thắng nha. Rồi bạn Bin đếm đi bạn Bin. Bốn, năm. Của bạn Bin 5 nha. Của bạn Kiệt 2, 1, 5 luôn, quầy nhau. Vậy là hai bạn Kiệt với bạn Bin hai người quầy nhau nha. Bây giờ quà có hai món, ai thắng thì tặng. Nhưng mà giờ hai bạn quầy nhau tặng cho mỗi bạn quả trứng nha. Giờ được lựa nha, nhắm mắt nha, nhắm mắt chọn ai chọn quả nào nè. Rồi cái này của bạn Bin. Bây giờ mình mở quà ra coi trong đó có gì nha. Giờ quà của anh Kiệt mở trước nha. Wow, bạn Bin mở quà trước anh Kiệt luôn. Anh Kiệt mở chậm quá. Bởi vì bạn Bin hai cứng quá. Anh Kiệt mở không được, bạn Bin mở giùm luôn. Rồi gặp ra. Wow, đây là quà của bạn Bin nha. Đây là bạn trong đây có một cục kẹo nè. Đó là bạn chia xe. Các bạn. Và một bạn của chương chia nha. Wow, kìa. Wow, ở trên đây có hình nữa này bạn Bin. Hình tắt nha các bạn. Tắt. Em hợp ba đây nha các bạn. Rồi, dạ. Wow. Ủa ai cho bạn Bin cơm của mình? Bạn Bin mở quà của anh Kiệt. Và lấy luôn cục kẹo của anh Kiệt luôn, ngon không bạn Bin? Đây anh Kiệt ăn quà của bạn Bin nha. Ở trong quà của anh Kiệt là có một hình siêu nhân và một cái quả cầu đèn nha. Đây có đèn chiếu đẹp lắm nha. Tại vì buổi sáng không thấy rõ xe nha. Xe chạy nha. Xe chạy. Wow, xe chạy quá trời luôn. Wow, xe chạy nhanh dữ vậy. Rồi.
video chơi bowling đến đây là hết rồi nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.